Em là chào bác nha. Ngày 11 tháng 4. Hôm nay em làm một cái video về những cái mặt hoa. Một số mặt hoa mà em đang có ở trong cái giàn lan nhà em. Cái lúc mà em up video thì chắc là hai cái mầm của cây này nó sẽ rất là dài. Đôi mầm rất ưng ý mọi người ạ. Cây này em bốc được sang giữ rễ được khá là ổn nên nó ra được cái đôi mầm này phê thật. Đôi mầm mầm bên này thì không có ấn tượng cho lắm, mặc dù cũng khá là khỏe. Cái này cũng vậy, không được ấn tượng cho lắm. Tôi nuôi tí sau thôi. Cái này cũng sau này cũng sẽ là một cặp mầm không khác gì con bên kia. Trên này đang lên một cái kỳ. Và cái video này sẽ đề cập đến một số cây mặt hoa mà em đang có ở trong giàn lan nhà em. Trên màn hình mọi người quan sát, đây là một bông gọi là bông tím, tím đậm. Hôm nay Hải Phòng em thì rất là âm u. Âm u khoảng một tuần nay rồi, không có một chút nắng gì cả. Nền nhiệt thì khá là khó chịu, lồm ẩm, lúc nóng lúc lạnh, rất là âm u. Nhưng mà bông hoa thì các bác có thể cảm nhận là nó cực kỳ tuyệt vời cho một bông hoa. Nhiều bông hoa phải gọi bằng cụ tổ. Đấy này, em cứ nói thẳng căng là như vậy. Nhiều bác thích hoa thì sẽ có một cái quan niệm khác. Em thì cái gì cũng thích, mỗi thứ một tí. Bông này có tên là bông tím thúy nhường mọi người nhé. Nó khá là giống bông tím tuần triệt. Cây này em mua là cây tím thúy nhường, nhưng mà cũng mặt hoa như này. Thì mặt hoa và khuôn cánh và cái bông hoa thì em nghĩ nó khả năng nó là bông tuần triệt là cao hơn là bông thúy nhường. Tại vì thân lá của nó cũng vậy, thân lá rất là giống. Đấy, có khả năng là lúc em mua người ta cũng nói nhầm. Nhưng mà mình mua thúy nhường thì mình cứ tạm thời thúy nhường đã. Đợi anh em người ta thẩm định như nào thì mình sẽ tính sau. Bông tím thúy nhường nó to hơn bông này một chút. To hơn và cánh nó mỏng hơn. Nhưng bông này thì là đúng là nó rất 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 chi là dày. Mọi người nhìn cái cánh này, nó dày lắm. Đấy, này có nắng nữa thì phải biết. Thôi mình cứ tạm thời nghĩ nó thúy nhường đi. Cây này thì em chưa có làm bất cứ một kỳ nào. Năm ngoái thì em mua là có một số kỳ ở cái thân già này em cũng có chia sẻ cho mọi người rồi. Đấy. Năm nay để cả hai thân để ngắm hoa. Bông đẹp quá mọi người ạ. Hôm nay mà có nắng nữa thì rất là tuyệt vời. Cái thân bên này, thân này này. Đấy, thì chắc là mai mới bung. Năm nay rất là đẹp mọi người ạ. Thực ra bông một bông cực kỳ đẹp. Sửa qua đây là những cây hồng phai này. Lúc em mà up video chắc mầm này nó phải dài đến mười mấy 20 phân. Sẽ làm một cái chuỗi video tại vì là đợi những cái bông này nó lở nữa. Khi mà mình đi qua hàng thuốc ấy thì cái bông hoa của mình nó lên nó sẽ rất là đều như này. Một thân hoa nó lên rất đều, rất là đẹp. Còn nếu như mình không gọi là kích thuốc cây bên này, là cây gọi là cho lở tự nhiên, thì các bác quan sát này, có những cái lụ nó còn rất là nhỏ như này, nhưng có lụ đã lở rồi. Trên kia cũng vậy kìa. Đấy. Trên này cũng vậy này. Đấy, mình không có kích thuốc, nó tự nhiên thì nó sẽ kiểu như vậy, bông lở bông không. Nên là nó sẽ không được đẹp theo cái mong muốn của mình. Còn bên này là em có một cái khay. Nó cũng khá là rụng khá là nhiều bông rồi. Và vặt ra đây cũng có một số bác đến chơi cũng cầm vào về để chơi đây. Bông này gọi là bông người đẹp Bình Dương. Đấy, mọi người nhìn từ một cái khúc thân rất là nhỏ bé nhưng là bông hoa thì cũng rất là tuyệt vời. Và nó lở đến ngày hôm nay cũng phải đến tầm 10 cho đến 12 ngày rồi. Nhưng mà vẫn chưa có tàn, bông rất là đẹp. Bông này thì sau này nó lở lại, em sẽ ghép vào sau, mọi người theo dõi sau. Bên này là một cây hồng mỹ nhân,
cây năm thứ nhất khá là nhỏ nhưng mà bộ hoa thì cũng rất là đẹp. Và là sơ bộ để cho các bác xem. Hồng Mỹ Nhân là một loại cây khá là nhiều hoa, nó rất là sai hoa, cực kỳ sai hoa cho cái cây này. Và chơi nó thì khá là khoái, nhưng nó không được như cây tím Thúy Nhường kia đâu mọi người. Nó sẽ không có bay bằng cây đấy. Đây Mỹ Nhân mọi người. Đây em còn ba cây này để nở hoa rất là sai. Thì ba cái cây này là cũng lở rất lâu rồi. Các bác xem một số live stream của em thì biết nó lở lâu lắm rồi. Nó cũng phải tầm chục ngày rồi. Tại sao mà nó chưa có tàn? Để mọi người để ý mọi năm ấy thì mình trong cái gian nan của mình ấy, nó có những con bọ trĩ. Khi mà bông hoa nó lở ra thì cái con bọ trĩ nó vào là nó sẽ cắn và làm hỏng cái bông hoa của mình. Vậy là nó sẽ nhanh tàn. Nhưng năm nay khi mà sử dụng cái thuốc sên mình phun rồi là mình ngâm thì nó không còn cái con bọ trĩ nữa, nên là bông hoa của mình rất là bền hoa. Mặc dù là không có lắng, mọi người nhìn này, cánh sáp rất là đẹp cho bông Hồng Mỹ Nhân. Hồng Mỹ Nhân là một loại cây mà nó lở xuân, mà xuân nó có thể lở Tết nếu như mình chăm sóc đúng và đúng quy trình và can thiệp bằng thuốc kích thì nó sẽ lở vào dịp Tết. Hồng Mỹ Nhân và Hồng Nhật Hạ là những bông rất là sai hoa, kể cả là cây người đẹp Bình Dương vậy. Thì các bác có thể là mua những cây đấy sau này mình chơi về dịp Tết. Đây là ba cái chậu lan của em mà em để lại để ngắm hoa, nhưng mà nhà có việc nên là không có thể là quay video cho mọi người cùng chiêm ngưỡng với em, nên là nó cũng hơi bị thất thiệt. Còn bên này thì em đợi sau này nó lở đi thì em sẽ làm video up vào để cho mọi người cùng tham khảo. Cây này cũng là một cây tím nhưng mà vẫn bí mật mọi người nhé. Mầm gốc rất là phê, những bông tím rất đẹp, những bông tím được sàng lọc ở trong cái già nan nhà em. Thì Mỹ Nhân ở bên này thì em có rất là nhiều những cái chậu Hồng Mỹ Nhân mầm mít mọi người, mít trị đại, giống mít lá rất gần và rất là to. Cái này để lên tự nhiên nên nó chỉ có một mầm thôi. Mỹ Nhân, những cái chậu lan nhỏ mà em đang làm tác phẩm thì đây em vừa mới tưới nước này. Nhìn khi các bác chơi lan đi thì nếu mà các bác muốn làm bông của mình nó bền đi thì đừng nên tưới nước vào nhá. Em tưới nước vào nó sẽ rất là nhanh tàn. Những cây nhỏ ở đây khá là nhiều lụ nhiều lắm mọi người ạ. Mỹ Nhân nó rất là sai hoa. Đây, em quay cho mọi người cùng ngắm với em một cái cây, một cái bông nó mới gọi là chớm hé đỏ. Đấy, nó đẹp chưa mọi người? Môi tim, cánh sáp, bầu rất là phê. Những bông này ngày xưa rất là giá trị nhưng bây giờ thì nó bình thường rồi. Các bác có thể chơi thoải mái. Một vài trăm nghìn mình có thể là mua được chậu lan để mình chơi rồi. Sang năm sẽ có những mầm to. Những cái cây này ấy là em không có tiến hành làm mầm gốc, chỉ có phun cái gừng thôi để nó lên hơi chậm. Thì lúc nào up video em sẽ quay lại cho mọi người coi những cái mầm gốc này. Nó rất là đẹp. Đây, hoa lở ở đây cũng khá là nhiều. Nó hơi chói lắng. Đấy, lúc nào em sẽ up tiếp. Thật là không biết thật là như thế nào. Đây là bông hài hồng mọi người ạ. Cây này năm ngoái em mua xong rồi nó đẻ ra hai mầm, tách ra nhưng nó lại chết mất một mầm. Thì là một cái mầm em tách ra này nó đẻ được hai thằng này. Thì nó lọ ra cái bông hoa rất là phê. Thì cái bông hài hồng này nó lở đến ngày hôm nay là phải đến 20 ngày rồi, chứ không ít đâu. Lở lâu lắm rồi. Thì cái giá thể này em trồng bằng sơ dừa trộn bổ thông, cảm giác cây phát triển rất là khỏe mạnh và hoa thì cũng rất là tuyệt vời mọi người ạ. Đấy. Bông tím Hà Tây mọi người ạ. Cây này thì là một cây rất là sai hoa nhé. Đây cái mầm lỡ của nó mọi người này. Đấy, hoa nó chữ chít cả.
và bông hoa này rất là thơm, chịu chít cây thân bên này thì em để nó lở tự nhiên, tức là ra hoa tự nhiên, em không có kích. Trong quá trình chăm sóc là em sử dụng cái Super Kali cộng với siêu lân 1 gram, mỗi loại 1 gram trên 1 lít nước, sau đó là tiến hành từ 3 cho đến 5 ngày mình tưới để chờ đợi hoa. Và cái kết quả là cái cả cái thân mà em cắt ươm ở đây này nó cũng ra hoa tất mọi người, không được cái kỳ nào luôn. Đấy, thì cái ban căn bản là cây tím Hà Tây thì em cũng không có biết rõ quá nhiều về nó, nên là mình cũng chăm sóc lần đầu nó rất là bỡ ngỡ. Cái này lý giải cho mọi người là mỗi một cây lan nó có một cây đặc tính và đặc trưng riêng. Bên này cũng là một cây tím Hà Tây mọi người này, nó cũng chỉ là cái kỳ năm thứ nhất thôi. Kỳ này thì nó đã bị thối cái mầm gốc ở đây rồi, thì em đã tiến hành cắt đi và bôi cái màn cô dép. Nó đã rút rất là khô như này, thì nó thối lủng ở trong này này, và nó đang lẩy cái mầm đây, không biết có lên được hay không, không biết là còn đủ cái chỗ này còn đủ cái còn sống không để nó lên. Bông này thì rất đẹp. Hôm nay là ngày nó lở đầu tiên. Còn cây này thì nó lở mấy hôm rồi. Cái này nó lở mấy hôm mình là nó mưa quá, nó không thể bay được lên. Xong rồi nó cứ cục hôm nay thôi. Nhưng mà tối nó cũng không có đóng cục hẳn vào. Nó cứ như này thôi. Rất là phê mọi người ạ. Đấy. Bông rất đẹp mọi người. Một bông đáng để chơi, đáng để sưu tầm. Mắt thì rất là đậm, phần thủy sạch. Đấy, cái phần môi này rất là nhiều lông nhá, tím cánh viền nữa. Đấy, viền tím này, bầu cánh sáp. Mọi người nhìn cái chất cánh của nó rất là bóng và dày, thì gọi là bầu cánh sáp. Cơ bản cái video đầu tiên em gửi đến cho mọi người đó là một số bông hoa mà đang có ở trong cái giàn lan nhà em, sẽ tiếp tục update những cái phần tiếp theo. Đây cũng là một cây tím nữa, cây tím này thì sẽ là video lần sau. Mùa này nó rất hay thối lõn cho anh nhé. Đây trong này của em cái cây này nó bị thối lõn này này, rất là khó chịu ở trong cái mùa này. Thì ở bên dưới này em cũng có một cái hàng cây, gọi là hàng cây mầm gốc rất là phê, hàng hoa này rất là nhiều hoa, rất là sai hoa ở đây. Thì ở toàn bộ ở đây nó cũng là những cái kỳ năm thứ nhất đang trồng để làm tác phẩm. Cái hồng vĩnh nhân nó lở khá là lâu rồi, nó cũng đang tàn rồi. Thì hôm trước là nhà cũng khá là nhiều việc nên là bận nên không làm được video, không tiếp nối video cho mọi người được, nên là nhìn nó tàn nó cũng hơi là xấu xí. Bông này thì mai lở thôi kệ, hẹn là cô chú chị cái dàn cây này về sang năm thì mình sẽ có một cái hàng cây đẹp, hoa nhiều. Cây những giống sai hoa này mình chơi nó mới khoái, không cần phải kích quá gì cả, nó vẫn cứ hoa đều mầm này phê lắm mọi người ạ. Đã màn luôn, bản lá rất là to nên là cây bít chỉ đại, một dòng bít rất là phê, lá dày gần sâu. Đấy. Mới lên thì nó chưa có gân đâu, sau này nó mới gân. Cái ông Lâm Hải này em để ngắm hoa này, rất nhiều cây để lại ngắm hoa nhé. Mầm thối lõn nhưng mà thối kiểu này thì vẫn đi ngọn được mọi người nhé. Đó, em là Sĩ Hải Phòng nhé, hẹn mọi người cái video hoa lần sau.